Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Huấn Audio sẽ làm cái video này. Em giới thiệu một bộ combo anh em có thể nghiên cứu chơi với ba thiết bị là gồm loa Full Bass 30 DMX Model NX12 và một đẩy JBL LA2004, một chiếc van cơ JBL K20 bảo đồ ở đây. Em sẽ quay cho anh em xem. Đầu tiên là loa này, đây là loa mới tinh, không phải loa bãi, van cơ cũng mới tinh anh em nha, van cơ mới, đẩy mới. Chiếc van cơ 20 bảo đồ này, K20 bảo đồ này có chức năng cổng quang chống hú và bò Bluetooth. Chiếc ốp van có giá bán là 1,5 triệu. Chiếc đẩy LA2004, JBL LA2004, con này cho 16 sò anh em nhé, 16 sò, và con này có giá bán là 3,5 triệu. Đôi loa DMX có giá bán 4,5 triệu. Chọn bộ này là giá 9,500,000 đồng và được bao ship toàn quốc, tặng dây dắt, tặng 10 mét dây loa và dây kết nối cao đông từ vang xuống đẩy. Và chiếc loa được em tháo ra, anh em nhìn chiếc loa đây, chiếc loa bát từ là 190, từ 190 anh em nhé, từ 190, côn 75, dòng đít trắng, xương nhôm. Màng giấy gân vải, đây là hàng mới anh em nhé, hàng mới 100%. Và tiếng chép của chúng ta đây, chép có từ nó là 115 hay sao. Cái đường kính tép từ của tép nhé là 115 anh em này, tầm 115. Đít bằng nhôm anh em nhé, đít bằng nhôm, đít bằng nhôm. Đây, phần đít của tép này và có phân tần, anh em phải xem phân tần. Nó trong hơi tối, anh em hơi thông cảm một chút, trong thùng hơi tối. Phân tần là cuộn trở, cuộn cảm, hai cuộn cảm tụ rất nhiều các thứ ở trong, bóng đầy đủ hết nhé, phân tần rất chất luôn. Bông tươm, dòng này là dòng bắt vít là bằng vít lục giác nhé, chứ không phải là vỏ thùng ấy, vỏ thùng bắt lục giác. Ốc lục giác hết anh em nhé, này ốc lục giác bắt thùng này, bắt ốc rất chắc chắn. Anh em có thể về là bắt này để đánh phòng tầm 35-40 mét vô tư, hoặc anh em có thể ghép hai đôi là loa đi bít này để ghép hát cho nhau nghe, hai đôi ba đôi thì không ra. Và sau đây thì em sẽ mời các bác nghe đoạn nhạc test của bộ này. Em mời các bác bật nhạc này.
Dạ vâng, và bên em mới test qua một chút nhạc mạng anh em mình nghe và đánh giá chất âm của cặp bass và bộ này, của combo này. Em xin nhắc lại giá là loa có 4 triệu rưỡi một đôi và được bao ship. Nếu anh em đến cửa hàng đấy chỉ còn có 4 triệu 3 một đôi. Và chiếc vàng có giá bán là 1 triệu rưỡi được bao ship tặng dây dắt. Anh em đến cửa hàng thì có 1 triệu tư. Chiếc đẩy LA 2004, nếu anh em đến cửa hàng đấy thì là 3 triệu của 3 và bao ship là 3 triệu rưỡi. Chọn bộ này được bao ship và tặng dây dắt với giá là 9 triệu rưỡi. Còn anh em đến cửa hàng đấy giá chỉ còn có 9 triệu. Vậy bà con có nhu cầu dùng đến cái combo này xin gọi trực tiếp cho Huấn Audio theo số điện thoại 0904 612323. Rất hân hạnh được phục vụ bà con và xin chào mọi người và cảm ơn mọi người.